Israel yêu cầu người dân từ nhiều khu vực phía đông Rafah sơ tán. Hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 5, Israel đã kêu gọi người Palestine ở nhiều khu vực thuộc thành phố Rafah phía nam dải Gaza sơ tán và hướng tới nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ở Al Mawasi. Một dấu hiệu nữa cho thấy quân đội đang thúc đẩy các kế hoạch của mình, một cuộc tấn công mặt đất vào Rafah. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, một phát ngôn viên của quân đội cũng kêu gọi người dân và những người phải di tản ở khu vực Jabalia phía bắc Gaza và 11 khu vực lân cận khác trong khu vực hãy đi ngay đến nơi trú ẩn phía tây thành phố Gaza. Bất chấp áp lực nặng nề của Hoa Kỳ và sự báo động của người dân và các nhóm nhân đạo, Israel cho biết họ sẽ tiến hành tấn công vào Rafah, nơi hơn 1 triệu người phải di rời đã tìm nơi ẩn náu trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua. Quân đội Israel cho biết, đến nay có khoảng 300.000 người Gaza đã di chuyển về phía Al Mawasi. Israel nói rằng họ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu không tiêu diệt tận gốc hàng ngàn binh sĩ của phong trào Hồi giáo Hamas mà họ tin rằng đang được triển khai ở Rafah. Xe tăng Israel đã chiếm được con đường chính phân chia khu vực phía đông và phía tây của Rafah vào thứ Sáu, bao vây phía đông một cách hiệu quả trong một cuộc tấn công khiến Washington phải trì hoãn việc chuyển một số viện trợ quân sự cho đồng minh của mình. Nhà Trắng hôm thứ Sáu cho biết họ đang theo dõi hoạt động của Israel với sự lo ngại, nhưng chúng dường như chỉ tập trung xung quanh ngã tư Rafah đã bị đóng cửa và không phản ánh một cuộc xâm lược quy mô lớn vào thành phố. Theo thống kê của Israel, cuộc chiến được châm ngòi bởi một cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người bị thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, hoạt động quân sự của Israel tại Gaza nhằm mục đích loại bỏ Hamas đã khiến 35.000 người Palestine bị thiệt mạng. Vụ bắn phá gần đây đã gây lãng phí cho vùng đất ven biển và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc. Chính quyền Biden hôm thứ Sáu cho biết việc Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp có thể đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế trong hoạt động ở Gaza, trong lời chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay đối với Israel. Nhưng chính quyền đã không đưa ra được đánh giá dứt khoát, nói rằng dựa trên sự hỗn loạn của chiến tranh nên không thể xác minh các trường hợp cụ thể, trong đó việc sử dụng những vũ khí có thể liên quan đến các vi phạm vì cáo buộc. Nhiều lần phải di rời, người dân Palestine gặp khó khăn trong các lều trại ở Gaza. Đã phải di rời Rafah kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Abu Mohammed không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cùng gia đình 12 người của mình chuyển đến thành phố lều trại ở trung tâm Gaza. Không còn nhiều không gian, sau thông báo sơ tán và dòng người Gaza đổ về trung tâm, Abu Mohammed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựng lều cạnh đống rác khổng lồ khiến gia đình không thể ngủ được vào ban đêm do mùi hôi thối. Chúng tôi đến từ Rafah và không tìm được nơi nào để ở, không có đủ chỗ cho tất cả người dân và không có đủ chỗ cho những người phải di rời. Ngoài ra, những khó khăn và chi phí để di chuyển cũng cao hơn đối với người dân. Theo Radi, chi phí cho mỗi xe tải để vận chuyển đồ đạc từ Rafah đến trung tâm Gaza là vào khoảng 214 đô la Mỹ và 80 đô la Mỹ sẽ là chi phí dựng một chiếc lều thích hợp. Nhiều cư dân dự kiến sẽ đến trại lều ở trung tâm Gaza và khu vực Al Mawasi sau lệnh sơ tán, một dấu hiệu nữa cho thấy quân đội đang thúc đẩy kế hoạch tấn công mặt đất vào Rafah. Theo cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, trước khi sơ tán Rafah, ước tính khoảng 1,7 triệu người, hơn 75% dân số Gaza được coi là phải di rời, nhiều người trong số họ buộc phải di chuyển liên tục qua vùng đất này.